Cô mến chào các bạn học sinh thân mến. Cô tên là Vũ Bích Hồng, giáo viên trường tiểu học Trương Định. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học tiết tập làm văn lớp 4 nhé. Ở tiết học trước thì các em đã được học bài nhân vật trong câu chuyện. Và trước khi vào bài học, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức cũ. Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi: những đặc điểm nào nói lên tính cách của nhân vật trong chuyện? À, như các em đã biết, cùng với các sự việc thì nhân vật là yếu tố rất là quan trọng cho văn kể chuyện đúng không nè? Nếu không có nhân vật thì sẽ không có các sự việc, không có cốt truyện, cũng như là chẳng thể gửi gắm được bất cứ điều ý nghĩa gì cả. Và hành động, lời nói, suy nghĩ của nhân vật thì sẽ nói lên tính cách của nhân vật. Các em đã trả lời rất là tốt. Cô có lời khen dành cho các em. Trong bài học hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu phương diện đầu tiên nói lên tính cách của nhân vật, đó chính là hành động. Cô mời các em đến với tiết tập làm văn qua bài học kể lại hành động của nhân vật. Các em thân mến, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu hai nội dung quan trọng. Nội dung thứ nhất, đó chính là hành động của nhân vật sẽ thể hiện tính cách của nhân vật. Sau đó, chúng ta bước đầu sẽ biết xây dựng nhân vật trong bài văn cụ thể. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hoạt động 1, tìm hiểu. Ở phần này, chúng ta có 3 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chúng ta sẽ đọc truyện bài văn bị điểm 0. Yêu cầu thứ hai là sau khi đọc xong câu chuyện thì chúng ta sẽ ghi vắn tắt lại những hành động của cậu bé trong câu chuyện và trả lời thêm câu hỏi mỗi hoạt động của cậu bé thì sẽ nói lên điều gì. Và yêu cầu thứ ba là các hoạt động nói trên sẽ được kể theo thứ tự như thế nào. Thế thì bây giờ các em hãy nhớ lại các yêu cầu này để trong quá trình đọc câu chuyện có thể định hình được câu trả lời các em nhé. Cẩn thận hơn thì các em có thể chuẩn bị giấy bút để trong quá trình đọc, nếu phát hiện câu trả lời thì sẽ ghi nhanh lại để không quên. Các em cùng đọc theo cô câu chuyện bài văn bị điểm 0. Ba, đã bao giờ ba thấy một bài văn bị điểm 0 chưa? Ba, tôi ngạc nhiên, đề bài khó lắm sao? Không, cô chỉ yêu cầu tả bố em đang đọc báo. Có đứa bạn con bảo ba nó không đọc báo, nhưng rồi nó bịa ra cũng được 6 điểm. Tôi thở dài, còn đứa bị điểm 0, nó tả thế nào? Nó không tả, không biết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi, sao trò không chịu làm bài? Nó cứ làm thinh. Mãi sau nó mới bảo, thưa cô, con không có ba. Nghe nó nói, cô con sững người. Té ra, ba nó hy sinh từ khi nó mới sanh. Cô mới nhận lớp nên không biết, ba ạ. Cả lớp con ai cũng thấy buồn. Lúc ra về, có đứa hỏi, sao mày không tả ba của đứa khác? Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má. Chuyện về cậu học trò có bài văn bị điểm không đã để lại trong tôi một nỗi đau, nhưng cũng để lại một bài học về lòng trung thực. Theo Nguyễn Quang Sáng, thì ở trong bài câu chuyện này thì các em thấy có từ sanh. Sanh có nghĩa là sinh đó các em ạ. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong yêu cầu thứ nhất, đó là đọc câu chuyện bài văn bị điểm 0. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu thứ hai, đó chính là ghi vắn tắt lại những hành động của cậu bé trong câu chuyện. Và theo em, mỗi hành động đó đã nói lên điều gì? Và để làm tốt yêu cầu thứ hai này, các em hãy lấy giấy bút ra, chia làm hai phần. Đó chính là sự việc và hành động. Chúng ta sẽ ghi vắn tắt những cái sự việc của cậu bé trong câu chuyện đã xảy ra và hành động của cậu ra sao.
Như vậy, các em đã nắm được cách làm rồi đúng không nè? Các em hãy tạm dừng video làm bài sau khi làm xong. Cô mời các em mở video để kiểm tra nhé. Như các em đã thấy được rằng, ở trong câu chuyện này thì cậu bé có những hành động như sau. Đầu tiên, trong giờ làm bài kiểm tra thì cậu không tả, không viết, nộp giấy trắng cho cô. Tiếp theo là khi đến giờ trả bài thì cậu lại làm thinh. Cho đến khi cô giáo hỏi thì cậu trả lời, tại con không có ba. Và sự việc thứ ba đó chính là lúc ra về, cậu khóc khi bạn bè hỏi, sao mày không tả ba của đứa khác? Vậy, theo các em, mỗi hành động của cậu bé đã nói lên điều gì? Các em biết không? Mỗi hành động của cậu bé đều nói lên tình yêu với cha và đức tính trung thực của cậu. Khi cô giáo ra đề bài là tạ ba đọc báo, thế nhưng ba của cậu đã hy sinh. Hy sinh ở đây có nghĩa là ba của cậu đã hy sinh khi làm một việc cao đẹp và có ý nghĩa. Chính vì tình cảm cậu dành cho ba rất là lớn, nên cậu đã không muốn tạ bất kỳ người ba nào cả. Mặc dù là ba của cậu đã không còn nữa và cậu đã quyết định nộp giấy trắng cho cô. Bây giờ, các em hãy kiểm tra lại bài làm của mình xem có giống với bài làm này không. Nếu các em có câu trả lời giống cô, thì cô xin chúc mừng các em nhé. Cô mời các em sang yêu cầu thứ ba. Ở yêu cầu này là chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi. Các hành động của cậu bé trong câu chuyện được kể theo trình tự như thế nào? Và để hình dung được câu trả lời, các em hãy quan sát các sự việc giờ làm bài nè, giờ trả bài và giờ ra về. Những sự việc này có theo một thể thống nhất hay không? Và sự việc nào diễn ra trước thì xảy ra trước? Sự việc nào diễn ra sau thì xảy ra sau? Hay nó diễn ra một cách lộn xộn? Và từ đó thì chúng ta có thể hình dung được câu trả lời đúng không nè? Và bây giờ, cô mời các em hãy tạm dừng video để trả lời. Sau khi trả lời xong, các em hãy mở video lên để đối chiếu kết quả nhé. Như vậy, các hành động nói trên được kể theo một cách tuần tự, lần lượt. Đó chính là hành động nào xảy ra trước thì chúng ta kể trước, hành động nào xảy ra sau thì chúng ta kể sau. Vậy là chúng ta có hành động bắt đầu và cũng có hành động kết thúc. Đây chính là những trình tự trong văn kể chuyện thông thường. Nhưng khi chúng ta muốn nhấn mạnh hành động thì chúng ta có thể đưa những hành động này lên để kể trước đó các em à. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong yêu cầu thứ hai và yêu cầu thứ ba. Thì các em cũng đã nắm được những cái nhận xét ban đầu về hành động của nhân vật. Và thế thì theo các em, khi kể các hành động của nhân vật là chúng ta sẽ kể hay chỉ là chúng ta sẽ kể hết hay là chỉ kể những hành động tiêu biểu thôi? Còn cách kể thì chúng ta sẽ kể như thế nào? Các em thân mến, khi kể chuyện, chúng ta cần chú ý và chọn kể những hành động tiêu biểu của nhân vật và không phải hành động nào trong văn kể chuyện chúng ta cũng đưa vào. Ta chỉ chọn những hành động thật sự cần thiết để làm toát lên những nội dung của câu chuyện. Sau đó là thông thường, hành động nào xảy ra trước thì chúng ta sẽ kể trước, hành động nào xảy ra sau chúng ta sẽ kể sau. Nghĩa là có sự việc 1, sự việc 2, sự việc 3, vân vân và tới sự việc kết thúc. Và đây cũng chính là phần ghi nhớ trong sách giáo khoa về việc kể lại các hành động của nhân vật. Các em hãy ghi nhớ thật kỹ để sau này trong quá trình kể lại những hành động của nhân vật
sẽ cả theo đúng trình tự và để câu chuyện có nội dung chặt chẽ hơn các em nhé. Cô mời các em cùng đọc lại ghi nhớ nào. Và để nắm kỹ kiến thức hơn thì cô mời các em bước sang hoạt động 2, đó chính là thực hành. Các em à, ở phần này chúng ta có yêu cầu như sau. Chim sẻ và chim chích là đôi bạn thân, nhưng tính tình khác nhau. Chích thì sợ lỡi hay giúp bạn, còn sẻ thì đôi khi bụng dạ hẹp hòi. Dưới đây là một số hành động của hai nhân vật ấy trong câu chuyện Bài học quý. Em hãy điền tên nhân vật chích hoặc sẻ vào trước hành động thích hợp và sắp xếp các hành động ấy thành một câu chuyện. Các em ạ, ở yêu cầu này có nghĩa là gì? Là chúng ta sẽ điền vào các chỗ chấm là tên nhân vật chích hoặc là sẻ. Còn nội dung của câu chuyện thì đã bị sắp xếp một cách lộn xộn rồi. Chính vì thế, sau khi điền tên của nhân vật chích hoặc sẻ vào từng chỗ chấm, rồi chúng ta sẽ đọc lại câu chuyện để sắp xếp các sự việc để nó xảy ra một cách theo đúng trình tự và hợp lý các em nhé. Và để hoàn thành được bài tập này, các em hãy vận dụng ghi nhớ mà chúng ta đã được học là hành động của nhân vật thì sẽ nói lên tính cách của nhân vật, đúng không nè? Và thì ở đây chúng ta có hai nhân vật, chúng ta cùng xem tính cách của từng nhân vật nhé. Thứ nhất, chích thì sợ lỡi hay giúp bạn. Nói ngắn gọn hơn thì chích là người tốt hay người xấu các em nhỉ? À, đúng rồi, chích là người tốt. Con sẻ thì như thế nào? Sẻ thì đôi khi bụng dạ hẹp hòi, có nghĩa là sẽ chưa được tốt lắm, còn nhiều điều cần phải sửa chữa, đúng không nào các em? Vậy thì các em hãy dựa vào nội dung câu chuyện để điền vào chỗ chấm nhé. Các em hãy cùng quan sát lên màn hình. Ví dụ, một hôm ba chấm được bà gửi cho một hộp hạt kê. Thế là hàng ngày ba chấm nằm trong tổ ăn hạt kê một mình. À, như vậy là khi được bà cho quà mà không chia cho bạn thì đây là hình ảnh của nhân vật nào các em nhỉ? Cô nghĩ là chúng ta đã hiểu ra được cách làm bài rồi phải không nè? Và tương tự các phần còn lại, chúng ta hãy cùng đọc đoạn văn, sâu chuỗi các sự việc lại để điền tên nhân vật cho phù hợp. Các em hãy tạm dừng video để làm bài. Sau khi làm xong, cô mời các em mở video lên để kiểm tra các kết quả các em nhé. Bây giờ cô mời các em cùng kiểm tra kết quả nhé. Như chúng ta đã tìm hiểu, chích thì sợ lỡi hay giúp bạn, con sẻ đôi khi thì bụng dạ hẹp hòi. Chính vì thế, chúng ta sẽ dựa vào tính cách của nhân vật để hình thành nên đoạn văn này. Câu đầu tiên của chúng ta sẽ điền là sẻ. Một hôm sẽ được bà gửi cho một hộp hạt kê. Thế là hàng ngày sẽ nằm trong tổ ăn hạt kê một mình. Chích đi kiếm mồi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy. Khi ăn hết, sẽ bèn quẳng chiếc hộp đi. Sẽ không muốn chia cho chích cùng ăn. Chích bèn gói cẩn thận những hạt kê còn sót lại vào một chiếc lá, rồi đi tìm người bạn thân của mình. Gió đưa những hạt kê còn sót trong hộp bay xa. Chích vui vẻ đưa cho sẻ một nửa. Sẻ ngượng nghịu nhận quà của chích và tự nhủ, chích đã cho mình một bài học quý về tình bạn. Vậy, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành yêu cầu đầu tiên của bài tập này là điền tên nhân vật chích hoặc sẻ vào chỗ trống. Tuy nhiên, câu chuyện này thì chưa được thống nhất. Chúng ta đọc thấy nó vẫn còn lủng củng đúng không các em? Vậy thì bây giờ, các em hãy tạm dừng video để chúng ta sắp xếp lại nội dung câu chuyện cho đúng theo một trình tự hợp lý các em nhé. Và sau khi sắp xếp xong, các em hãy mở video lên để cùng kiểm tra kết quả. Bây giờ, cô mời các em cùng kiểm tra lại việc sắp xếp của mình có được giống với cô không nhé. Các em thân mến, để sự việc được xảy ra theo đúng một cách trình tự hợp lý thì chúng ta sẽ sắp xếp các sự việc như sau.
Một hôm sẽ được bà gửi cho một hộp hạt kê, sẽ không muốn chia cho chích cùng ăn. Thế là hàng ngày sẽ nằm trong tổ ăn hạt kê một mình. Chích khi ăn hết sẽ bèn quẳng chiếc hộp đi. Gió đưa những hạt kê còn sót trong hộp bay xa. Chích đi kiếm mồi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy. Chích bèn gói cẩn thận những hạt kê còn sót lại vào một chiếc lá, rồi đi tìm người bạn thân của mình. Chích vui vẻ đưa cho sẻ một nửa. Sẻ ngượng nghịu nhận quà của chích và tự nhủ, chích đã cho mình một bài học quý về tình bạn. Như vậy thì câu chuyện này được sắp xếp theo một trình tự, đó là 1, 5, 2, 4, 7, 3, 6, 8 và 9. Các em thân mến, sau khi đọc xong câu chuyện này, cô tin chắc rằng mỗi bạn của chúng ta đã rút ra được một bài học quý về tình bạn, đúng không nè? Khi chúng ta có những điều tốt đẹp thì chúng ta nên sẻ chia với bạn của mình, và khi bạn của chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta hãy sẵn lòng giúp đỡ bạn trong khả năng của bản thân. Và câu chuyện này đã làm cho cô nhớ tới một câu thành ngữ rất là hay, đó chính là bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi, ân cần có nhau đó các em. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các yêu cầu của phần bài tập rồi. Và qua bài tập này đã giúp các em đã hiểu rõ hơn là khi kể về các hành động của nhân vật thì chúng ta sẽ kể về những hành động tiêu biểu và sự việc nào xảy ra trước thì chúng ta kể trước, sự việc nào xảy ra sau thì chúng ta kể sau. Và bây giờ các em hãy cùng cô đọc lại phần ghi nhớ một lần nữa nhé. Khi kể chuyện cần chú ý, chọn kể những hành động tiêu biểu của nhân vật. Thông thường, nếu hành động nào xảy ra trước thì kể trước, hành động nào xảy ra sau thì kể sau. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô có lời khen dành cho các em khi đã tích cực tham gia giờ học và các em nhớ ôn lại kiến thức đã học, cũng như là chuẩn bị bài cho tiết học sau, đó là bài kể lại lời nói ý nghĩa của nhân vật. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và hãy nhớ một điều là hãy đảm bảo nguyên tắc 5K trong công việc phòng chống dịch Covid-19 các em nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. À, như các em đã biết, cùng với các sự việc thì nhân vật là yếu tố rất là quan trọng cho văn kể chuyện.